Rồi nó no rồi đó. Bây giờ mình dính con mắt rồi. Nó không chịu vũ không biết. Đây mình có cái ổ. Cái ổ gà mình nhờ con gà nó ấp giùm. Ấp giùm mấy con. Mấy con này nè. Đó. Con này mới nở ra hồi sáng giờ. Mình cho nó ăn. Cho ăn các bạn. Mình cho nó ăn thức ăn các bạn. Nó ăn dữ lắm. Nó mới nở ra sáng giờ bạn. Rồi mình cho nó ăn thức ăn. Có cô trống với con mái, hiện giờ nó đang nở ra hai con rồi. Còn hai con đang ở trong ổ á. Thì mình có thức ăn cho gà nhuyễn nè. Thì mình ngấm nước cho nó ướt ra cái lúc vậy nó ăn. Quá ăn rồi. Để mình chỉ cho bạn con trống con mái nha. Để mình chỉ cho bạn con trống con mái luôn đây nè. Con này con trống nha bạn, con này nè. Con đang mổ ăn bên phía này nè. Con này nè, con này con trống nè. Đó đó, con đang mổ lần trống đó. Còn con này con mái nè. Khi mà nó vừa khỏe mỏ nó nở ra đó, con trống nó cũng vẫn có cái mồng. Nãy giờ nói cho bạn chúng chưa có giới thiệu nó là con gì nha. Nó là con cúm núm các bạn ơi. Đây mình cho cúm núm con ăn nè. Thấy dễ thương các bạn. Đó. Cái ổ này mình bắt được 5 trứng nhưng nó nở ra ngoài được 2 con rồi. Còn 2 con đang khẽ mỏ bên trong á. Đang nhờ gà tre nó ấp giùm. Nó ăn quá ăn. Bún nước cho nó. Cho nó thấm chừng. Mình lấy thêm thức ăn nữa cho nó ăn. Có thức ăn cho gà. Lấy miếng nữa mình thấm nước cho nó. Đợi đây nè, thấm nước ra cho nó nhừ ra rồi nó mới ăn. Chứ mình để khô quá nó ăn thấy nó cũng mổ nó vẫn ăn được bình thường nhưng mà thấy nó nuốt cong cuống họng luôn. Bíp bíp. Túc 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 túc. Đây con. Đây. Ăn đi. Nó ăn thấy mê quá không? Đây, đó. À, con này ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Con mái nó ra trước cho nên nó sỏi hơn con cúm núm trống đó. Cái con mái nó ăn vậy đó. Đó, mình cho nó ăn vậy đó. Rồi mình đút cho nó ăn từ từ đi rồi nó quen các bạn. Rồi sau này tự nó mổ nó ăn luôn rồi. Mình khỏi đút nữa. Cũng khôn lắm á. Nó cũng biết là mình cho nó ăn cho nên là đút cái tay vào là nó bu lại ngay à.
nè. Đó. Đó, nó ăn đó bạn. Đó. Cho nó ăn thức ăn của gà, thức ăn loài thức ăn nhuyễn miễn á. À, mình lấy ra ngoài rồi để vô rồi bụp liền. À dạ, hơi bị dở. Đó, để vô. Cho nó uống nước cái nữa. Này con. Rồi nó no rồi đó. Bây giờ mình bây giờ dính con mắt rồi. Nó không chịu vũ không biết. Rồi, bắt để vô trong chuồng cho mẹ nó ấp đi. Cho nó ấm đi. Thấy cưng các bạn. Mới nở buổi sáng. Bây giờ nó sỏi à. Mình đem vô trong chuồng cho mẹ nó ấm đi. Đây có ổ gà. Cái ổ gà. Đây, con kia đang làm mổ à. Đó. Đây, ba trứng nha bạn. Đây. Đây con gà nó đang ấp, còn hai trứng trong kia nữa kìa. Đó, hai trứng đó. Đó, hai trứng đó nó đang khẽ mổ luôn rồi đó. Giờ mình để con vô. Để con này vô. Để con gà vô cho nó. Cho nó ấp. Nghe bạn. Rồi, úp nó đi. Cảm ơn con gà. Cảm ơn con gà rất nhiều. Rồi đó. Rồi hôm nay mình sẽ cho nó ăn hai con buổi sáng. Rồi buổi chiều lại mình cho nó ăn tiếp nữa, nếu nó nở nữa thì mình cho hai con kia ăn. Rồi đi ra khỏi ổ gà này cho nó ấp. Cho nó.